Đây là phiên bản trí phèo trong thế giới động vật. Tên cúng cơm của nó là lửng mật ong. Nhưng ngoài đời nó được lũ đàn em tôn sùng gọi là trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh hay chúa tể bất cần đời. Theo thông tin nhà phát hành thì lửng mật lên đồ vừa tanh vừa công, da nó vừa dày vừa cấu tạo đặc biệt nên khó rách, lối chơi hổ báo, thích giao tranh, sở thích một mình cân hết đội đối phương. Hai con lửng cân 7 con sư tử hay chỉ cần một con trí phèo này thôi, thừa sức đấu với 3 con báo hoa mai. Đặc biệt với nội tại miễn nhiễm sát thương và kháng độc, có lần vui chơi bất cẩn bị rắn hổ mang hôn cho phát, lăn đùng ra tưởng là tèo. Hóa ra nọc độc rắn có tác dụng an thần đối với nó, ngủ giấc dậy lại đi cà khịa tiếp. Lửng mật không ngán bất cứ kẻ nào, nhìn quả đầu nhuộm bạch kim của chúng là biết rồi, rất lì lợm và trẻ trâu. Ngoài ra chúng còn rất thông minh, biết lần theo những con chim lấy mật để tìm ra vị trí tổ ong, và danh ma đến mức dám trộm con mồi của báo hoa mai.